Mọi người thì hôm nay thì mình sẽ chỉ các bạn cái cách mà để mà sửa cái này khi mà các bạn thấy nước nó từ đây nó chảy ra ha. Thì như các bạn thấy trong cái video thì cái video này là của một người khác, mình thấy mình khi mà cái của mình nó chảy ra thì mình quên mất không có quay cái đoạn nước nó chảy, quay không có kịp. Thì nếu mà nước của các bạn nó giống như cái hình này á thì ok, mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà sửa cái này. Ok, thì cái này nó là một cái hơi, cái ống để mà nó thông hơi. Ok, thì nó bị ngạt, nước mà nó chảy ra ở đây thì có nghĩa là nó bị ngạt, nó nói cho các bạn biết là tao bị ngạt, cần phải thông cái đường ống đó. Thì cái máy rửa chén thì bên bên hông của nó sẽ có cái ống như thế này, thì các bạn tìm cái đường ống nhựa này. Ok, thì ở đây cái đường ống nhựa này thì nó sẽ nối lên phía trên đây thôi đó. Thì ở đó nó có cái đường ống này đây, thì nó chia lên đến đó rồi bắt đầu cái chỗ này nó chia ba ra thì nó chạy ngược lại, cái đường nước nó chảy ngược lại cái ống này đây, cái ống thoát nước của cái sink. Thì cái lỗ của cái sink đây, thì cái đường ống thoát nước của cái sink từ trên chảy xuống đây, thì ngay cái chỗ này là cái chỗ mà nước từ cái máy rửa chén nó chảy vào đây. Thì nếu như mà các bạn có cái sink, mình có cái sink đôi, còn nếu mà các bạn mà có cái sink chỉ cần có một cái thôi á thì nó sẽ gắn vào trong cái này. À, nó gắn vào cái đường cái máy xay rác đây. Ok, thì cái của mình thì nó gắn vào đây, thì không cần phải tháo cái đường ống này ra để mà clean nó đâu. Này các bạn chỉ cần tháo cái này ra thôi, thì để mình chỉ các bạn cách làm. Ok, thì bên hông đây thì nó có một cái nút ngay chỗ này để các bạn có thể đẩy nó vào rồi tháo nó ra. Thì bên hông đây cũng có một cái nữa. Ok, con ốc này bữa trước đi làm đi biển xài. Ok, thì bây giờ mình kiếm cái gì đó mình cạy nó lên, làm một tay thì hơi khó một chút xíu. Ok, rồi cạy hai bên. Ok, chờ mình chút. Ok, thì mình có thể tháo cái này ra như vậy. Alright, thì cái ống này là cái ống hơi. Thì ở phía bên hông này không phải là cái ống này đâu, không phải cái ống, không phải cái lỗ này, mà cái lỗ ở trong này. Ở trong này nó có một cái lỗ, nếu các bạn nhìn kỹ một chút xíu. Ok, thì cái xin lỗi các bạn, cái hơi khó thấy, thì nếu mà các bạn nhìn kỹ một chút xíu thì các bạn có thể thấy một cái lỗ ở trong đó. Ok, thì cái lỗ đó là mình sẽ đẩy một cái gì đó để mình thông nó. Ok, thì mình có cái đoạn dây đây. Thì có đoạn dây này mình có dư đó, mà mình cắt đi một đầu, mình cắt một đầu đi. Ok, rồi bây giờ mình lấy cái đoạn dây này, mình bắt đầu mình thọc vào cái lỗ này. Cái đường này nó ngạt cũng rất là dễ, nó thông thôi các bạn. Cái này là nó ngạt đó là tại vì khi mà các bạn rửa chén rồi này kia, những cái rác đồ nó rớt vào đó, nó đẩy cái lỗ đó lại. Thì khi mà nước nó chảy từ trong cái máy rửa chén nó chảy ra đây á, thì nó bị ngạt cái chỗ đó, nó không có qua, nó không có chảy xuống được, không có chảy xuống kịp, cho nên nó tràn lên trên này. Ok, rồi các bạn chỉ cần làm như vậy thôi, thì nó đã ok rồi đó. Thì các bạn sẽ chờ cho nó rửa chén rồi nó sẽ giặt. Ok, nó sẽ giặt, nó sẽ sấy, nó sẽ rinse. Thì các bạn có thể để cái này ở ngoài rồi cho khi chờ cho nó, khi nó rinse rồi các bạn coi thử nó có hoạt động hay không. Ok, thì như các bạn thấy đấy, thì nó đã quất lại đó. Thì khi nãy nếu mà các bạn coi kỹ một chút xíu thì các bạn thấy là nước nó bắt đầu nó chảy ở đây, thay vì nó chảy từ trên này nó chảy ra thì nó sẽ chảy ở chỗ này. Còn nếu như mà các bạn làm cái giống mình đó, mà thọc cái sợi dây vào đây đó, mà nước nó vẫn còn tràn ra, thì các bạn
cần phải tháo cái này ra, nhưng mà cái điều đó là hình như chỉ là 1% thôi. 99% là các bạn chỉ cần làm như vậy thôi là cái chỗ này nó bị thông, có một cái gì đó nó bị ngạt cái chỗ này, rác thì nó cũng ít thôi, không có gì hết. Ok, vậy thôi. Rồi mọi người, thì bây giờ chỉ cần gắn nó lại thì là xong thôi, cũng khá là dễ làm thôi. Hình như tay cái bên ngắn vào trong ở phía trong. Ok, right. Ok rồi, bắt đầu gắn cái này vào lại, như vậy là xong thôi. Ok mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.